Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 89. Chương 881, Ngọc Hư Hứa Công Tử 2. Pháp lực của Tử Khê đã đạt tới cấp độ tiên vương. Xét riêng pháp lực thì vị thổ địa thần này chỉ là thổ địa của tổ đình thiên đạo, còn xa mới là đối thủ của hắn. Nhưng tiếng trống này lại ẩn chứa lực lượng kỳ dị, chấn động lướt qua, chỉ thấy hồn phách, nguyên khí, thần thức, tâm lực, âm dương tạo thành nguyên thần dồn dập tách rời. Đây là từng cơ sở tạo thành nguyên thần, so với thân thể thì chỉ tiêu hoạt tính thân thể, nhưng nguyên thần gần với đạo, bám sát đạo hơn thân thể, có thể thi triển đạo pháp thần thông với uy lực mạnh mẽ hơn, đây chính là điểm cường đại của nguyên thần. Tử Khê ra sức điều động lục bí, cuối cùng cũng ngăn được xu thế tan rã của nguyên thần. Nhưng cánh tay phải nguyên thần của hắn đã bị xung kích từ tiếng trống đánh nổ, một nửa bả vai cũng biến mất không thấy đâu. Nguyên thần của ngươi chưa từng đạt tới thập nhị trinh, còn chưa chạm tới rìa tổ thần, chỉ có pháp lực. Thổ địa thần tới từ tổ đình thiên đạo đứng trước cái trống, cười lạnh nói, phải đạt tới thập nhị trinh mới coi là nhập môn, muốn luyện tới cấp độ tổ thần còn phải tự mình quan sát tổ thần. Nguyên thần của ngươi, quá yếu. Tử Khê đau thấu tim gan, đau tới mức nước mắt chảy ràn rụa, nguyên thần bị hao tổn cũng là hồn phách hao tổn, đau đớn của hồn phách gấp trăm lần thân thể. Cơn đau như vậy không phải ai cũng có thể chịu được. Hắn phát động động thiên lục bí, điều động hồn lực dũng tuyền, ra sức tu bổ nguyên thần, tâm thần hoang mang, đám quái nhân này lai lịch ra sao. Lục bí của hắn thật quá cường đại, thương thế của nguyên thần nhanh chóng khôi phục như cũ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà phần hồn phách mất đi do nguyên thần nổ tung đã khôi phục. Âm dương, thần thức, tâm lực, nguyên khí cũng dồn dập phục hồi. Cùng lúc đó, hắn phát động địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, đặt chân vào lĩnh vực lục tiên, thi triển thần thông Tu Di Sơn. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra, một ngọn Tu Di Sơn khác từ trên trời giáng xuống, công kích tất cả mọi người. Thần thông của hắn tới từ phân tích thiên đạo của Huyền Không Thần Vương và truyền thừa của cổ Phật. Thần thông của hắn còn kiêm dung xúc tích, tập hợp sở trường của hai nhà. Chỉ thấy tòa Tu Di Sơn này bao phủ trong đạo tràng thiên đạo, từ trên trời giáng xuống, chư Phật sừng sững tại hư không, chấn áp xuống, đúng là vô cùng lợi hại. Nguyên đạo nhân của tổ đình Thượng Thanh khen, pháp lực cỡ này đúng là cường đại, lão đạo không phải đối thủ của ngươi. Nhưng đạo pháp trên người ngươi còn chưa luyện thành đạo tràng tiên gia, đúng là không thể nói nổi. Thượng Thanh đạo tràng. Hắn trải rộng Thượng Thanh đạo tràng của mình, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Tử Khê vào trong. Tử Khê lập tức cảm thấy nguyên khí, thần thức, hồn lực, âm dương nhị khí, tất cả đều bị áp chế cực lớn. Tu Di Sơn từ trên trời giáng xuống cũng nhanh chóng thu nhỏ, uy lực giảm sút. Cho dù thế Tu Di Sơn vẫn có thể uy hiếp tới tính mạng đám người. Tử Khê đã thôn tính quá nhiều cường giả, pháp lực thật quá hùng hồn, lĩnh vực lục bí lục tiên không phải hư danh. Lục bí triển khai hoàn toàn, đặt chân trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, hắn có tới 6 tiên vực thân thể, nguyên khí, thần thức, tâm lực, hồn lực, âm dương đều ở cấp độ tiên vương. Tùng, 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 thổ địa thần thấp bé gióng trống, tiếng trống đánh tới khiến nguyên thần Tử Khê chấn động. Nguyên thần Tử Khê thụ thương, thần thông Tu Di Sơn cũng lập tức vỡ nát tan rã. Nguyên thần Tử Khê không ngừng vỡ nát, nhưng lục bí vận chuyển, từ tán thành tụ, tiên dược lục bí đủ để giữ thân thể và nguyên thần của hắn bất tử bất diệt. Cho dù những sứ giả tổ đình thần bí này mang theo dị bảo trên người cũng không thể giết chết hắn. Linh Tư Ức cũng tán thưởng, đúng là người này rất mạnh, nhưng trong thân thể hắn có rất nhiều thứ không phải của hắn. Đúng là kỳ quái, đống tu vi kia là của những người này, không phải của hắn. Đi ra, thiếu nữ áo đỏ lấy ra một cành dương liễu, cành cây tràn ngập yêu khí, nhẹ nhàng rung động, chỉ thấy tầng tầng đạo văn lan tỏa. Tử Khê bị đạo văn kia xuyên qua, thân thể chấn động, lại có vực sâu máu thịt dị chủng sinh trưởng, chỉ thấy trong thân thể đột nhiên mọc ra từng cái mặt người, tiếp theo là đầu, sau đó là cổ. Từng thân thể chui ra từ trong cơ thể hắn, vừa chui còn vừa sinh trưởng. Những thân thể này rất kỳ quái, không ngờ sau lưng họ cũng lơ lửng từng tòa động thiên, chính là động thiên bí tàng mà Tử Khê cấy ghép. Tử Khê săn giết khách hứa tới đây, cắt bỏ lục bí của bọn họ, cấy ghép lên người mình, lại hòa làm một thể, luyện thành lục bí của mình. Nhưng cành dương liễu của Linh Tư Ức thật quá yêu tà quỷ dị, không ngờ lại khiến bí tàng này mọc ra chủ nhân. Chương 882,
Ngọc Hư hứa công tử, à. Tử Khê đau đớn la hét, ra sức điều động nguyên thần, đánh về phía thiếu nữ áo đỏ, ngươi dùng yêu pháp gì hại ta? Ta giết ngươi trước. Thiếu nữ áo đỏ Linh Tư Ức kinh ngạc nói, trong nguyên thần của hắn cũng có dị vật, lấy ra xem thử. Cô tế cành dương liễu ra, lại nhẹ nhàng vung lên. Yêu khí trên cành dương liễu càng nặng nề, lá liễu xoay tròn liên tục như trong chóng, lá liễu như đôi mắt thiếu nữ, vân lá như đạo pháp thiên địa. Nguyên thần của Tử Khê lao tới, ngay khoảnh khắc sau đã thấy từng gương mặt người mọc ra từ nguyên thần của hắn. Đó là hồn phách cường giả đại thế giới Thái Thủy bị hắn thôn tính, vốn đã bị hắn gặm nát, hấp thu tiên dược trong hồn phách. Nhưng giờ lại bị đạo lực kỳ dị ẩn chứa trong cành dương liễu của Linh Tư Ức kích thích, khiến hồn phách vỡ nát gây dựng lại. Tử Khê trong lòng cực kỳ kinh hãi, chỉ cảm thấy đám người này chẳng khác nào quái vật. Nhưng giờ phút này hắn mới giống quái vật. Hắn tham lam vô đội, cắt bỏ máu thịt của các cường giả đại thế giới Thái Thủy tới đây dự lễ, chỉ còn lại mỗ tấm da người. Bản thân thì thôn tính luyện hóa tiên dược lục bí ẩn chứa trong máu thịt này, biến chúng thành tu vi của bản thân. Không chỉ có vậy, thậm chí nguyên thần và hồn phách của những cường giả này cũng bị hắn hấp thu, ép bằng hết tiên dược ngũ bí trong đó. Đám người Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi Tử Khê còn cường đại tới mức không ai địch nổi. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi đã tan tác, trước mặt đám người kia có thể nói hoàn toàn không có sức chống cự. Trong cơ thể Tử Khê, từng thân thể mọc ra từ không đến có, nhanh chóng tách khỏi người hắn, rơi xuống không trung như mưa rơi. Bên dưới chính là thần quốc tứ giới của Tu Di Sơn, mấy ngày nay bách tính sinh sống cũng không được bình an. Tu Di Sơn dị biến, thỉnh thoảng lại có thiên thần vẫn lạc, bầu trời cũng trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, ngày hôm đó bên ngoài quốc đô của Mộc Sơn Quốc, bách tính đang lao động thì nghe bịch một tiếng, có thứ gì đó từ trên không trung rơi xuống. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mặt đất bị đập thành một cái hố to, trong hố có một người thân thể trần truồng nằm nhoài dưới đáy hố, không hề nhúc nhích. Đám người đang kinh ngạc, đột nhiên vù vù vang lên không dứt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn mưa người. Không biết bao nhiêu nhân loại thân thể trần truồng từ trên trời rơi xuống, sau khi đập vào mặt đất không tổn hại gì nhưng cũng không có hơi thở, là từng thi thể tươi sống. Chuyện này cũng trở thành một trong những bí ẩn quỷ dị nhất Mộc Sơn Quốc. Còn trên bầu trời, tất cả máu thịt của người khác trong cơ thể Tử Khê đã tự mọc lại, chỉ còn bản thân Tử Khê. Nguyên thần Tử Khê cũng vậy, từ trong nguyên thần của hắn sinh trưởng ra hồn phách của những người khác, cho dù những hồn phách này mọc lại nhưng từ sinh hóa tử, ai nấy bay về cõi âm. Lực lượng thân thể và nguyên thần của Tử Khê sa sút kịch liệt, chẳng bao lâu sau đã bị đánh về nguyên hình. Tử Khê y phục tả tơi, sắc mặt hoảng loạn, kinh hãi nhìn đám người. Bây giờ thực lực của hắn chỉ ngang với loại cao thủ trẻ tuổi như Thẩm Bạch Phong, Lý Bình Sinh, chiến lực cấp tiên vương vừa rồi như giấc mộng Nam Kha, tỉnh mộng là chẳng còn gì. Hứa Ứng thấy vậy thầm thở dài một tiếng. Thế giới nguyên thú cũng vậy, biết bao người gặt hái lẫn nhau, nội đấu kịch liệt, chết vô số người, cuối cùng tác hợp cho một mình chủ nhân Nê Hoàn Cung phi thăng. Đám người Thẩm Bạch Phong, Hỏa Long Thượng Nhân thấy vậy cũng tâm thần chấn động, Lý Bình Sinh lẩm bẩm, mấy người kia có lai lịch ra sao? Hỏa Long Thượng Nhân lẩm bẩm, vì sao bọn họ lại mời đại ma đầu đại ác nhân Hứa Ứng? Hàn Trạch Khang đi tới trên thuyền nhỏ, bái kiến thiếu niên áo vàng nam tử ngôn nói, vị huynh đài này, bọn họ đều có tuyệt kỹ và pháp bảo riêng, tuyệt kỹ và pháp bảo của ngươi là gì? Nam tử ngôn mỉm cười nói, ta xuất thân Tử Vi, thuộc gia tộc đế hoàng, chuyện nhỏ này không cần đích thân xuất thủ, tránh mất mặt sứ giả hoàng gia, thổ địa thần. Hai người già trẻ và Linh Tư Ức đều hừ một tiếng, có vẻ khá bất mãn. Tử Khê cực kỳ hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, hung hăng nói, các ngươi đừng làm loạn. Ta là đại đệ tử của Huyền Không Thần Vương, nơi này là Tu Di Sơn, là lãnh địa của Huyền Không Thần Vương. Các ngươi mà giết ta, Huyền Không Thần Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hứa Ứng cong ngón giữa, thản nhiên nói, Tử Khê, còn nhớ không? Ta búng ngón tay này ra, lục bí của ngươi sẽ vỡ vụn, trực tiếp xuyên thủng trán mà chết. Y đang định búng tay đánh chết Tử Khê, đột nhiên Thẩm Bạch Phong nói, Hứa đạo hữu, ta muốn báo thù rửa hận cho sư phụ, mong Hứa đạo hữu cho ta một cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 883, Tiên Hạc Đồng Tử, 1.
Hứa Ứng thoáng do dự, còn chưa kịp đáp ứng thì Lý Bình Sinh đã nói, Hứa đạo hữu, người đi cùng ta là tứ sư thúc của ta. Coi ta như con, thù cha thì con phải báo, ta muốn tự tay đâm kiếm thuật giết tứ sư thúc. Hứa Ứng lùi lại phía sau một bước. Tử Khê vội vàng nói, Thẩm Bạch Phong, Lý Bình Sinh, hắn là Hứa Ứng, hắn là đại ác nhân, là đại ma đầu đoạn tuyệt thiên lộ. Hắn mới là kẻ tội các cùng cực. Thẩm Bạch Phong và Lý Bình Sinh lao tới, lửa giận và thù hận xen lẫn, hạ thủ cực kỳ nặng tay. Hiện giờ thực lực Tử Khê chỉ ngang cỡ bọn họ, lại bị hai người hung hăng vây đánh, còn chia sang hai bên một trái một phải, đồng thời tấn công những chỗ yếu hại. Tử Khê phản kích thì hai người Thẩm Lý không trốn không né, chịu đựng một thức thần thông của hắn, trưởng lực của hai người cũng giáng vào Tử Khê. Tử Khê bị đánh tới mức trước ngực lõm vào, lại thấy hai người Thẩm Lý một trái một phải, song trưởng đánh tới, một cái đập vào bên trái đầu hắn, một cái đánh vào bên phải đầu hắn. Rầm, máu tươi văng khắp nơi, thân thể không đầu của Tử Khê có máu thịt sinh sôi, đang định mọc lại đầu, nhưng hai người Thẩm Lý ngươi một quyền ta một trưởng, đánh thẳng vào lục đại bí tàng của hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã phá vỡ bí tàng. Thân thể không đầu lập tức ngừng sinh trưởng, máu tươi phun ra ở cổ, hóa thành một cỗ thi thể. Nguyên thần của hắn đang định chạy trốn, lại bị nguyên thần của hai người Thẩm Lý lao tới, đánh tan thành từng mảnh. Loại thực lực có được nhờ cướp đoạt, cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mộng mà thôi. Hứa Ứng lắc đầu nói, Tử Khê chết khiến y không khỏi bàng hoàng. Vừa rồi Tử Khê còn mạnh mẽ không gì sánh được, chẳng khác nào tiên vương, trông như không thể chiến thắng. Nhưng đám cao thủ tới từ tổ đình này lại đánh hắn rơi từ cấp độ tiên vương trở lại nguyên hình. Thiên đạo trong Bồng Lai Tiên Sơn, Hỗn Thiên Đỉnh, Thập Nhị Trọng Lâu, các loại pháp bảo do cảnh giới của kiếp đầu tiên luyện thành, chúng chẳng khác nào lục đại động thiên của Tử Khê, đều là ngoại vật. Có thể khiến ta trông thì cường đại, nhưng thứ thật sự thuộc về mình vẫn là cảnh giới của mình. Trong lòng Hứa Ứng ngổn ngang cảm xúc, trước đó mình dựa vào Động Thiên Na Tổ, sau lại dựa vào Bồng Lai Tiên Sơn, dựa vào Thập Nhị Trọng Lâu, chẳng phải cũng giống như Tử Khê ư? Theo đuổi lực lượng bên ngoài, không để ý tới trưởng thành của bản thân, chẳng phải quá ngu xuẩn. Vừa rồi thổ địa thần nói nguyên thần thập nhị trinh mới là nguyên thần nhập môn, còn phải tới tổ đình thiên đạo quan sát tổ thần mới có thể có huyền diệu của nguyên thần. Đạo tràng tiên gia của tổ đình Thượng Thanh, đạo văn của tổ đình yêu tộc, tất cả đều rất lợi hại, không phải dựa vào ngoại vật. Trên con đường tu hành, chắc chắn có rất nhiều chỗ ta chưa luyện tới, cho dù là kiếp đầu cũng chưa luyện tới. Nhưng như Bồng Lai thiên đạo rất mạnh, Hứa Ứng thầm nghĩ, Thập Nhị Trọng Lâu, thiên quan cũng rất hữu dụng. Nếu có thể thu thập cảnh giới tản mát ở bên ngoài lại, tập hợp đủ 9 cảnh giới, như vậy có thể tái hiện thực lực kiếp đầu của ta, thậm chí còn mạnh hơn kiếp đầu. Chuyện này thật quá hấp dẫn, mấu chốt hơn nữa là y đã sưu tầm được 4 cảnh giới. Tập hợp đủ 9 cảnh giới không phải chuyện quá xa vời. Vì vậy, tuy Hứa Ứng biết dựa vào ngoại lực sẽ rơi vào kết cục như Tử Khê, nhưng y vẫn khó mà vứt bỏ. Thầm nghĩ, cũng có thể vừa tu luyện vừa tìm kiếm vị trí của những cảnh giới này, hai bên đều không chậm trễ. Hơn nữa nếu ta có thực lực mạnh hơn cũng có thể tìm được Ngọc Hư Cung, Nê Hoàn Cung, Hoàng Đình Phủ chân chính, mở được càng nhiều động thiên tiên giới. Đây là phương pháp vẹn cả đôi đường. Thẩm Bạch Phong và Lý Bình Sinh giết chết Tử Khê, cả hai cũng bị thương, cúi người với Hứa Ứng một cái. Thẩm Bạch Phong nói, chỉ e hai người chúng ta không thể theo công tử tới Bồng Lai. Bây giờ khách câu cá đã bị diệt trừ, hai người chúng ta phải tìm lại túi da của sư phụ, về núi an táng. Lý Bình Sinh nói, thực lực của Hứa Huynh khiến ta cực kỳ khâm phục. Lần trước ở ma vực thua dưới tay Hứa Huynh là vinh hạnh của chúng ta. Sau này sẽ gặp lại. Thẩm Bạch Phong cũng gật đầu liên tục. Bọn họ đã hiểu ra, lần trước gặp Sở Thiên Đô ở tổ đình thật ra chính là Hứa Ứng, bọn họ không coi là thua Sở Thiên Đô. Sở Thiên Đô đánh bại truyền nhân quỷ khư Nạp Lan Đô, xem ra cũng là hành động của Hứa Ứng. Thế thì Sở Thiên Đô vẫn là Sở Thiên Đô ban đầu, sao chúng ta phải sợ? Hai người lại dấy lên đấu trí, định sau khi bố trí ổn thỏa sẽ trở lại tổ đình khiêu chiến Sở Thiên Đô thật sự, chiếm lấy danh hiệu đệ nhất vạn giới. Chương 884, Tiên Hạc Đồng Tử, 2. Hứa Ứng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thầm nghĩ, bây giờ Sở Thiên Đô đã học được thần thông của ta, chắc cũng tu luyện cửu chuyển huyền công mà ta bù đắp. Chỉ e hai tên này cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Bọn họ, y lập tức lắc đầu nghĩ, thôi,
tốt, xấu gì Sở Thiên Đô cũng là đồ tôn của ta, chúng ta thân thiết hơn. Linh Tư Ức thu hồi cành dương liễu, nói với Hứa Ứng, Hứa công tử, xong chuyện ở đây rồi, có thể theo thiếp thân về tổ đình yêu tộc làm khách không? Nguyên đạo nhân lắc đầu nói, Hứa công tử nên tới tổ đình Thượng Thanh. Linh đạo hữu, tổ đình yêu tộc các ngươi nên xếp sau. Thổ địa thần lại nói, ta phụng lệnh tới mời Hứa công tử tới tổ đình thiên đạo, các ngươi định tranh với ta chắc. Ta phải trả giá rất lớn mới mua được tin tức của Hứa công tử từ bản thân ở Bồng Lai Tiên Sơn. Hứa Ứng ngây ngẩn, thần bà bán đứng ta. Trong lòng y có phần không vui, không biết bán được giá không. Có chia cho ta không? Tổ đình tử vi ta cũng chi rất nhiều tiền, không ít hơn ngươi đâu. Nam tử ngôn khẽ hắng giọng nói, chẳng lẽ tổ đình Thượng Thanh ta chi ít tiền à? Nguyên đạo nhân nhìn quanh một lượt nói, để nhận được tin tức về Hứa công tử, tổ đình Thượng Thanh ta còn tặng một gốc tử huyết bảo thụ cho thần bà, xem như tiền mãi lộ. Gốc tử huyết bảo thụ này từng nghe kinh ở tổ đình Thượng Thanh. Linh Tư Ức cười lạnh nói, tổ đình yêu tộc ta đưa chân bảo là nội đan thiên yêu, là đạo hạnh cả đời của yêu tiên tu luyện tới cảnh giới cực cao luyện chế thành. Tiền mãi lộ này còn ít chắc, yêu tộc ta dốc hết vốn liếng, nhất định phải mời được Hứa công tử. Cô tế cành dương liễu ra, đằng đằng sát khí nói, ai dám ngăn cản chính là đối nghịch với tổ đình yêu tộc. Nguyên đạo nhân hừ một tiếng, linh nha đầu của yêu tộc, đừng tưởng ngươi cầm một cành yêu đế đạo thụ là có thể xưng hùng. Trước mặt đạo nhân ta ngươi vẫn thiếu chút hỏa hầu. Yêu tộc và thiên đạo đều nằm dưới Thượng Thanh đạo môn ta, ai cũng đừng mơ cướp được Hứa công tử. Đạo tràng tiên gia của hắn trải rộng, khí độ phi phàm, nguyên đạo nhân căn dặn thiếu niên bên cạnh, tiểu sư thúc, chắc chắn con không đỡ nổi, sư thúc chuẩn bị giết người đi. Thiếu niên kia đột nhiên mở to hai mắt, sát khí cuồn cuộn tuôn trào nói nhỏ, giết sạch bọn chúng ư. Ánh mắt nguyên đạo nhân lóe lên vẻ hung dữ, trừ Hứa công tử. Thổ địa thần tế cái trống lớn lên, cầm dùi gỗ cười lạnh nói, yêu tộc chẳng phải loại tốt lành gì, chẳng lẽ Thượng Thanh đạo môn lại là người tốt? Năm xưa tổ đình thiên đạo ta có không ít lần chịu thiệt dưới tay các ngươi. Hôm nay ta gõ vang Lôi Công cổ, cho các ngươi tan thành cho bụi. Linh Tư Ức châm chọc, bảo vật của Lôi Công, ngươi chỉ là thổ địa mà đòi phát huy toàn bộ uy lực. Thằng lùn, lát nữa tiễn ngươi lên đường đầu tiên. Năm xưa yêu tộc bị diệt trước tiên, không phải không có lý do. Đám người dương cung bạt kiếm. Đột nhiên nam tử ngôn của tổ đình tử vi lớn tiếng quát, tổ đình trong thiên hạ lấy tử vi làm đầu, các ngươi định làm loạn hay sao? Ba người còn lại cười lạnh, thổ địa thần nói, trước kia còn chẳng tôn tử vi làm đầu, giờ tử vi đã phế bỏ, còn định bắt, chúng ta tôn tử vi lên đầu. Linh Tư Ức nói, tổ đình tử vi ngoan ngoãn làm biểu tượng đi, chuyện giữa chúng ta, ngươi không có tư cách nhúng tay. Nam tử ngôn giận tím mặt, cười lạnh nói, ta cứ nhúng tay đấy. Hôm nay trừ ta ra bất cứ ai cũng đừng hòng dẫn Hứa công tử đi. Bọn họ đằng đằng sát khí, có vẻ một lời không hợp là ra tay quyết chiến sinh tử. Hứa Ứng ho khan một tiếng nói, chư vị, ta còn chuyện quan trọng cần đi tìm Côn Lôn, thăm viếng Ngọc Hư Cung, chỉ e không thể theo các ngươi tới tổ đình. Các ngươi không cần động thủ. Đám người Linh Tư Ức, nguyên đạo nhân vẫn đằng đằng sát khí, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Linh Tư Ức không quay đầu lại nói, chuyện này không liên quan tới Hứa công tử, là ân oán đời trước. Nguyên đạo nhân cười lạnh nói, không sai. Một lũ yêu nghiệt và tổ thần mưu toan nắm giữ đại đạo, không để Thượng Thanh đạo môn ta vào mắt. Hôm nay đạo gia sẽ cho bọn chúng biết thế nào là trời cao đất rộng. Hỏa Long Thượng Nhân nói nhỏ, Hứa công tử, làm sao bây giờ? Hứa Ứng nhíu mày, Tế Thiên Quan lên nói, chư vị đánh xong trận này có thể tới Bồng Lai hoặc Côn Lôn chờ ta. Y đang định đi khỏi, đột nhiên trong lòng máy động, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời có từng luồng tiên quang rủ xuống, chiếu sáng cả màn trời, tiên quang xoay tròn, bóp méo bốn phía bầu trời, loại dị tượng này hết sức hiếm thấy, tương tự như động thiên tiên giới của Hứa Ứng. Đó là cái gì? Hứa Ứng kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 885, Tiên Hạc Đồng Tử, 3. Trên bầu trời, Ngọc Xuyên công tử phát động Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, chém giết với Huyền Không Thần Vương tới thời khắc mấu chốt. Huyền Không Thần Vương thực lực mạnh mẽ nhưng gặp phải loại sát trận tuyệt diệt như vậy cũng thấy run sợ. Nhưng ngay lúc này tiên quang rủ xuống, Huyền Không Thần Vương biến sắc,
vội vàng hóa thành một luồng thần quang bỏ chạy về phía xa. Chỉ thấy trong tiên quang kia có một con hạc trắng vỗ cánh bay tới, miệng ngậm một cuộn sách, bay xuống từ tiên giới. Con hạc trắng kia có khí tức cực kỳ cường đại, toàn thân bao phủ trong tiên quang mờ ảo. Nhưng không phải tiên nhân mà là một con tiên hạc tu luyện tiên đạo, vì vậy có thể qua lại giữa tiên giới và thế gian. Ngọc Xuyên công tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi diệt tuyệt tiên trận, nghênh tiếp hạc trắng, hạc sư thúc, sao người lại hạ giới. Hạc trắng cánh chim rộng lớn, tốc độ cực nhanh, bay về phía Tu Di Sơn kêu lên, ta phụng lệnh đế quân tới đây phóng thích đạo hữu thời cổ đại. Nó đột nhiên thu hai cánh, thân hình xoay tròn hạ xuống dưới, trong miệng vang lên tiếng hô thanh thúy như trẻ nhỏ, kệ bồ đề, ta phụng lệnh đế quân tới đây phóng thích ngươi. Khốn kiếp, ai đốt nhiều hương ở đây vậy? Tiên hạc đồng tử đột nhiên mất sạch pháp lực, bịch một tiếng rơi xuống trước địa cung giam, giữa cổ Phật. Bên ngoài địa cung cổ Phật, từng bức tượng Phật nguy nga, trước tượng Phật đã được hứa ứng cắm đầy hương, mỗi nén đều to bằng cánh tay, khiến cho đông đảo tượng đá ở đây khôi phục, trấn áp nơi này, cho nên tiên hạc đồng tử giáng lâm là chịu thiệt nhỏ. Nó vừa biến lại hình người, không có cánh chim, lại không vận dụng được pháp lực nên mới rơi thẳng xuống. Tiên hạc đồng tử vừa sợ vừa giận, gánh trấn áp này, dập tắt một loạt hương khói, bấy giờ mới thoải mái hơn một chút. Rảo bước đi tới phía trước địa cung nói, kệ bồ đề, năm xưa đế quân tới nơi này, quan sát phong ấn của ngươi, nói với ngươi tương lai ắt sẽ thả ngươi ra. Bây giờ ta mang theo lời hứa của đế quân tới rồi, chỉ cần mở cuộn tranh này ra là có thể phá giải phong ấn của chư Phật. Nó cả nửa ngày, nhìn chằm chằm vào 16 chữ phong ấn ngoài cửa địa cung, mãi vẫn không nói nên lời. Trong địa cung vang lên giọng nói của cổ Phật, cực kỳ yếu ớt, có một kẻ tên là Hứa Ứng lưu lại phong ấn của hắn trên cửa. Hứa Ứng. Tiên hạc đồng tử tức tới mức lắp bắp kêu lên, rõ ràng đây là phù văn tiên đạo mà đế quân dùng để trấn áp Hứa Ứng cơ mà. Sao hắn lại dùng để trấn áp ngươi? Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp. Giọng nói của cổ Phật lại vang lên, yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, nếu là phù văn của đế quân, ngươi có thể phá giải được không? Phù văn này dung hợp với phù văn phong ấn của chư Phật, phải phá giải phù văn tiên đạo trước mới có thể giải trừ phong ấn cổ Phật. Tiên hạc đồng tử lắc đầu nói, đế quân tập hợp trí tuệ biết bao đại cao thủ mới thiết kế được phù văn phong ấn này, có thể nói là tiên đạo đại thành, làm sao ta phá giải được. Những phù văn tiên đạo này phải là đế quân mới phá giải được. Nó xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Ngọc Xuyên công tử đi tới, tiên hạc đồng tử đưa cuộn tranh cho Ngọc Xuyên công tử rồi nói, ngươi cầm lấy cái này, tuyệt đối không được để mất, ta về tiên giới một chuyến. Nói xong nó vỗ cánh bay lên, cất cánh lao về phía tiên quang rực rỡ, trở về tiên giới. Ngọc Xuyên công tử cầm cuộn tranh, vội vàng giơ tay nói, hạc sư thúc, bìu. Một ánh cầu vồng hiện lên, bàn tay Ngọc Xuyên công tử trống không, chỉ thấy cuộn tranh đã đổi chủ. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, vội vàng nhìn theo ánh cầu vồng kia. Chỉ thấy ánh sáng dừng lại, Hứa Ứng đứng cuối ánh sáng quan sát cuộn tranh. Bạch Ngọc Xuyên, đây là bảo bối gì? Để ta xem thử cái nào. Hứa Ứng mỉm cười, soạt một tiếng mở cuộn tranh kia ra. Bức tranh mở ra, trong tranh có vô số tiên quang lóa mắt bay ra, lọt vào tầm mắt Hứa Ứng, tiên âm đinh tai nhức óc. Như có một tồn tại cổ xưa không gì sánh được tụng niệm đại đạo, khiến thiên địa cùng cộng hưởng theo. Soạt. Tiên quang trong tranh lóe lên rồi biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại tiên quang lấp lóe trong ánh mắt Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng ngây ra tại chỗ. Đột nhiên bức tranh trong tay không cánh mà bay, ra là Ngọc Xuyên công tử đuổi theo đoạt lại bảo vật này. Ngọc Xuyên công tử vừa sợ vừa giận, trải bức tranh ra nhìn, chỉ thấy trong tranh trống rỗng, không có thứ gì. Hắn không hiểu gì cả, thế này là sao? Hạc sư thúc đưa bức tranh này cho ta, dặn ta tuyệt đối không được để mất, vì sao trong tranh lại không có thứ gì? Hắn lật qua lật lại xem xét mấy lần, vẫn không thấy trong tranh có gì. Chương 886, Mộng Trường Sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu muôn đời, 1. Nhưng rõ ràng vừa rồi Hứa Ứng mở cuộn tranh ra, có tiên quang phun trào từ trong tranh, còn có tiên âm đinh tai nhức óc, sao tới tay mình lại trống rỗng. Ngọc Xuyên công tử nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ, không nói năng gì. Hắn lập tức đánh về phía Hứa Ứng, quát lớn, thằng nhãi nhà ngươi làm hỏng tranh rồi. Thần thông hắn vận dụng là nằm trong Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, tên là Cửu Thiên Phong Lôi Ấn, vỗ một chưởng tới, sau lưng hiện lên 9 tầng trời,
sấm sét nổi lên, gia trì thần lực. Trưởng này ẩn chứa lĩnh ngộ của đế quân đối với tiên đạo, trưởng lực đánh tới giam cầm không gian xung quanh Hứa Ứng. 9 tầng đạo lực ẩn giấu bên trong, chỉ một trưởng đã khiến Hứa Ứng có cảm giác lên cửu thiên xuống thập địa đều không có đường trốn. Hứa Ứng ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên con mắt lóe sáng, lật tay nghênh tiếp. Rầm. Lòng bàn tay y cũng lóe lên phong lôi, không ngờ cũng là cửu thiên phong lôi ấn, cũng ẩn chứa cảm ngộ tiên đạo của đế quân. Trưởng này vỗ tới, giam cầm không gian xung quanh Ngọc Xuyên công tử, khiến hắn cũng có cảm giác không còn chỗ trốn. Trưởng lực của hai người va chạm, ai nấy thân thể chấn động, lảo đảo lui lại. Ngọc Xuyên công tử giận quá hóa cười, thân hình xoay tròn bay lên, từ trên trời phủ xuống, trưởng lực giáng lâm, quát, ngươi học trộm thần công Bạch Gia ta từ chỗ nào? Học không tệ, nhưng ngươi biết chiêu này không? Thập địa tù hồn trưởng. Sau lưng hắn hiện ra dị tượng cửu thiên thập địa, trưởng lực cuồn cuộn, chuyên công kích hồn phách, có cảm giác như đánh cả linh hồn xuống 10 tầng địa ngục. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, cũng thi triển một chiêu thập địa tù hồn trưởng nghênh tiếp, giống hệt như thập địa tù hồn trưởng của Ngọc Xuyên công tử, thậm chí trong một số chỗ đạo hạnh còn cao hơn cả hắn. Ngọc Xuyên công tử bị chấn động tới mức nguyên thần lảo đảo lui lại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn lập tức biến chiêu, các loại thần thông trong cửu thiên thập địa phá ma quyết được thi triển tầng tầng lớp lớp. Nhưng Hứa Ứng ống tay áo bồng bềnh, múa lượn theo, Ngọc Xuyên công tử thi triển chiêu pháp gì thì y cũng có thể sao chép hoàn hảo chiêu pháp đó. Không chỉ giống hệt như vậy, thậm chí có thể nói còn mạnh mẽ hơn hẳn. Ngọc Xuyên công tử càng ngày càng kinh hãi, đồng thời còn thấy hoang mang, làm sao hắn biết cửu thiên thập địa phá ma quyết. Rõ ràng môn công pháp này là đế quân sáng tạo, chỉ truyền cho mình, ta. Sao hắn lại biết, mà còn dùng tốt hơn ta? Không phải Hứa Ứng thi triển công pháp cửu thiên thập địa phá ma quyết mà là thần thông trong đó. Nhưng thông qua thần thông của y có thể thấy lý giải của y đối với cửu thiên thập địa phá ma quyết vượt xa Ngọc Xuyên công tử. Nhưng sao lại như vậy được? Đế quân tuyệt đối không thể truyền thụ môn công pháp này cho Hứa Ứng, thế thì y học đâu ra? Càng đánh hắn càng kinh hãi, mỗi chiêu mà hắn dùng thì Hứa Ứng đều thi triển được, thậm chí lĩnh ngộ được ảo diệu mà hắn chưa từng ngộ ra, cứ như đế quân cầm tay truyền thụ. Chẳng lẽ là tác dụng của bức tranh vừa rồi? Hứa Ứng cũng phát hiện ra điểm quái dị của mình, Ngọc Xuyên công tử cứ thi triển một chiêu, y tự động hiểu được ảo diệu trong thần thông này, mọi cảm ngộ cứ ùn ùn kéo tới. Thậm chí ngay cả thần thông vận hành ra sao, có bao nhiêu biến hóa, y cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Điều này thật quá kỳ diệu, hình như ta còn làm tốt hơn hắn. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, rốt cuộc bức tranh vừa rồi là gì, sao lại lợi hại như vậy? Vì sao ta chỉ nhìn một cái là lĩnh ngộ được nhiều như vậy? Y không biết đây là bảo vật do đế quân tạo ra dùng để phá giải phong ấn chư Phật Đại Lôi Âm Tự. Phong ấn chư Phật Đại Lôi Âm Tự cực kỳ cao thâm, ngay cả cường giả như đế quân cũng phải tập trung toàn tâm toàn ý, phát huy 12 phần căn cơ và tiềm năng của mình, dốc toàn bộ sở học và trí tuệ để phá giải phong ấn. Thật ra chỉ cần mở bức tranh này ra là có thể phá vỡ phong ấn chư Phật Đại Lôi Âm Tự. Nhưng tiếc rằng Hứa Ứng khắc 16 chữ phong ấn tiên đạo lên cửa, khiến phong ấn càng hùng hồn, tiên hạc đồng tử đành phải trở về thỉnh giáo đế quân, đến về sau bức tranh rơi vào tay Hứa Ứng. Hứa Ứng mở bức tranh ra, phương pháp phá giải phong ấn ẩn chứa căn cơ tiên đạo và trí tuệ vô hạn của đế quân đã lọt vào mắt Hứa Ứng. Lần này Hứa Ứng thi triển thần thông giống hệt như Ngọc Xuyên công tử, đối với trí tuệ và căn cơ của đế quân, nó chẳng khác nào đao mổ trâu giết gà. Nếu Hứa Ứng hấp thu trí tuệ và căn cơ này, chỉ e y còn có thể suy tính cả nội dung công pháp cửu thiên thập địa phá ma quyết và cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 887, Mộng Trường Sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu muôn đời. 2. Hứa Ứng càng đánh càng thông suốt, chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên đủ loại đạo pháp ảo diệu, hóa thành đủ loại thần thông, không khỏi hét một tràng dài, lao ngược về phía Ngọc Xuyên công tử. Cửu Tiêu Thần Lôi Dẫn, Cửu Thiên Đạo Vương Ấn, Thập Địa Vân Đài, Cửu Trọng Đạo Tràng, Long Tiêu Cửu Trọng Thiên. Ngọc Xuyên công tử hoa cả mắt, dốc hết năng lực đón đỡ từng chiêu thần thông của Hứa Ứng, những thần thông này đều nằm trong Cửu Thiên, Thập Địa Phá Ma Quyết. Nhưng còn tinh diệu hơn bản thân hắn thi triển, khiến hắn không ngừng lùi lại. Đột nhiên Hứa Ứng xuất trưởng đánh vào giữa người hắn,
trường ấn rơi vào lồng ngực hắn, sau lưng hiện lên cửu trọng đạo tràng, gia trì trường lực. Chỉ nghe rầm một tiếng, lồng ngực Ngọc Xuyên công tử nổ tung, sóng khí mênh mông xung kích khiến hắn lảo đảo lui lại. Thân thể hắn rất cường đại nhưng vẫn bị trường này đánh gãy xương sườn, khúc xương đứt suýt đâm vào tim. Ngọc Xuyên công tử kêu rên một tiếng, nổi giận đùng đùng, không nói năng gì tế tiên đồ lên, thầm nghĩ, không đánh được hắn, thế thì luyện chết hắn. Hắn vừa tế cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận lên, lại thấy Hứa Ứng đã chạy không còn bóng dáng. Hứa Ứng từng thấy hắn tế tiên trận đối đầu với Huyền Không Thần Vương, y tự thấy mình kém xa Huyền Không, vì vậy quyết đoán rút lui. Hứa Ứng, Ngọc Xuyên công tử uất ức bằng chết, ngửa mặt lên trời gầm thét, đừng để ta bắt được ngươi. Bắt được ngươi ta sẽ ném ngươi vào trận đồ luyện hóa 3 ngày 3 đêm. Hứa Ứng về bên cạnh đám người Linh Tư Ức, lại thấy đám người kia đã khai chiến, Linh Tư Ức tế cảnh dương liễu lên, cảnh liễu mang uy lực đáng sợ khiến y vội vàng tránh né. Thổ địa thần nổi trống, tiếng trống xung kích, khiến nguyên thần tiêu tan, khiến Hứa Ứng cũng phải lui lại. Hứa công tử, chúng ta mau đi thôi. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang thấy tình hình bất ổn, đã lui ra xa. Hứa Ứng tế huyền quan lên, đẩy cửa bước vào, Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang cũng bám theo, dư uy của cảnh dương liễu ập tới, Hứa Ứng vội vàng đóng thiên quan lại. Sau khi cánh cửa khép lại, thiên quan cũng biến mất khỏi thế gian, dư uy của cảnh dương liễu đánh vào khoảng không. Ngọc Xuyên công tử đuổi về phía này, thấy bốn người đại chiến, trong lòng giật mình, bốn người này lai lịch ra sao mà lợi hại như vậy. Đại thế giới Thái Thủy có cường giả như vậy từ lúc nào? Hắn không dám tới gần, vội vàng rút lui. Ngọc Xuyên công tử vừa đi khỏi, gương mặt Huyền Không Thần Vương hiện lên trên bầu trời, nhìn về phía đám người Linh Tư Ức, Nam Tử Ngôn, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đạo pháp của bốn người này hoàn toàn khác với đạo pháp của chư thiên vạn giới, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Huyền Không Thần Vương thoáng chần chừ, quan sát Tu Di Sơn rồi nghĩ, Tiên Hạc đồng tử phụng lệnh đế quân chạy tới Tu Di. Năm xưa ta cũng phụng lệnh đế quân hạ giới chặn giết Hứa Ứng, kết quả thuộc hạ của ta tử thương nặng nề, ta cũng bị tân thần trên thế giới thiên đạo đoạt quyền. Khi đó hắn đã hiểu, thật ra sau chuyện này là đế quân đoạt quyền. Đế quân muốn nắm giữ toàn bộ thế giới thiên đạo, vì vậy những cựu thần như bọn họ là đối tượng đầu tiên bị diệt trừ. Lần này ta gây ra đại sự trên Tu Di Sơn, giết nhiều thế lực phụ thuộc của đế quân. Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc, không thể diệt trừ Hứa Ứng và Ngọc Xuyên công tử, ngược lại làm mất Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh. Huyền Không Thần Vương nhảy lên trời, lao qua không trung bỏ chạy, thầm nghĩ, Hứa Ứng phá hỏng đại sự của ta, lần sau Tiên Hạc đồng tử tới chính là đoạt mạng ta. Không thể ở lại đại thế giới Thái Thủy nữa. Rời khỏi nơi này, liên lạc với tổ thượng rồi bàn bạc kỹ hơn. Lại nói tới Tiên Hạc đồng tử hiện ra chân thân, bay về tiên giới, lại thấy Ngọc Hồ chân nhân đang xuống hạ giới. Ngọc Hồ chân nhân ngăn nó lại, cười nói, đạo hữu không theo hầu bên cạnh đế quân mà đi đâu đấy. Tiên Hạc đồng tử thấy là hắn, vội vàng hóa thân thành hình người, cười nói, đế quân lệnh cho ta hạ giới, giải phong cho một vị tà Phật bị phong ấn ở Tu Di Sơn. Khi ta tới đó mới phát hiện Hứa Ứng từng tới, tăng thêm một tầng phong ấn bên trên phong ấn tà Phật. Tầng phong ấn này là phong ấn mà đế quân dùng để phong ấn Hứa Ứng. Ngọc Hồ chân nhân bật cười nói, còn có chuyện như vậy. Tiên Hạc đồng tử dò hỏi, chân nhân định đi đâu vậy? Ngọc Hồ chân nhân nói, ta cũng phụng lệnh hạ giới, xử lý chuyện động thiên tiên giới. Có người mở động thiên tiên giới, Nguyên Quân bảo ta hạ giới tra xét. Tiên Hạc đồng tử kinh ngạc nói, Nguyên Quân bảo ngài hạ giới. Theo ta được biết đế quân đã bảo Ngọc Xuyên công tử dưới hạ giới xử lý chuyện này. Chương 888, Mộng Trường Sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu muôn đời. Ngọc Hồ chân nhân không hề để ý, cười nói, Nguyên Quân có mục đích ra sao, làm sao ta dám hỏi, cứ làm theo là được. Đạo hữu, ngươi hạ giới thật dễ dàng, bay qua bay lại là được, đâu có khổ như ta, còn phải tự chém tu vi, đi lại thiên lộ. Đạo hữu có thể đưa ta hạ giới không? Tiên Hạc đồng tử vội vàng nói, ngươi muốn giữ lại tu vi lẻn vào hạ giới. Ta nào dám làm vậy? Chân nhân, cáo từ, đúng là mất tình cảm. Ngọc Hồ chân nhân cười hì hì nói. Bỗng nhiên, hắn đột ngột ra tay, bẻ gãy cổ tiên đồng, sau đó năm ngón tay chụp hở, chỉ thấy năm ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giam cầm Tiên Hạc đồng tử vào giữa. Năm ngón tay này giấy lên hỏa long, há miệng phun tiên hỏa, chỉ trong khoảnh khắc đã đốt Tiên Hạc đồng tử thành tro bụi.
Đáng thương thay cho Tiên Hạc đồng tử, bản lĩnh khắp người mà hoàn toàn không kịp thi triển, mất mạng trong tay Ngọc Hồ chân nhân, chết không minh bạch. Ngọc Hồ chân nhân tế ra một ngọc hồ lô, thu hồi chân linh bất diệt của Tiên Hạc đồng tử rồi cười nói, đạo hữu, ngươi không nên từ chối ta. Ai vì chủ nấy, lần này ta hạ giới vừa vặn giúp Nguyên Quân diệt trừ một cánh tay của đế quân. Hắn đi tới Đăng Tiên Đài, đây là điểm cuối của thiên lộ, năm xưa khi Hứa Ứng chưa hủy thiên lộ. Tiên nhân phi thăng của chư thiên vạn giới đều phải đi theo đường này, trải qua 9 lần lột xác mới có thể tới Đăng Tiên Đài, thật sự thành tiên. Con đường này có cửu đại thiên địa linh căn, kết nối vũ trụ, xuyên qua hư minh, dẫn tới địa điểm mênh mông khôn lường. Nhưng sau trận chiến vây quét Hứa Ứng, cửu đại, thiên địa linh căn đều bị Hứa Ứng đánh nát, con đường này đã không thể phi thăng. Ngọc Hồ chân nhân chém bỏ cảnh giới của mình, ký thác vào ấm ngọc, tung người nhảy lên, hạ xuống Đăng Tiên Đài rồi rơi xuống hạ giới. Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của hắn thật quá cường đại, cho dù linh căn đứt đoạn hắn cũng có thể dựa vào Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh qua lại trong hư không, tới thẳng chư thiên vạn giới. Lần này hạ giới tới Nguyên Thú trước lấy lại bảo bối của ta. Còn phải gặp mấy tên đồ đệ hờ của ta, nhất là tên ngu ngốc lừa đồ của ta. Ngọc Hồ chân nhân nhớ lại năm xưa bị A Phúc ngốc nghếch lừa xoay vòng, trong lòng không khỏi nổi nóng, pháp bảo của hắn Chứng Đạo Tiên Hồ vẫn đang nằm trong tay A Phúc ngốc nghếch kia. Ấm ngọc trong tay hắn bây giờ chỉ là mới luyện lại trong thời gian vừa qua, cả chất liệu lẫn uy lực đều kém xa Chứng Đạo Tiên Hồ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hóa thành một vệt sáng. Hứa Ứng đi vào thế giới Nguyên Trinh, du lịch một lượt nhưng vẫn không tìm thấy Côn Lôn Sơn. Nhưng mấy ngày gần đây chuyện lạ liên tiếp phát sinh. Cho dù y rời khỏi Tu Di Sơn, rời khỏi đại thế giới Thái Thủy, nhưng cứ cách một thời gian là lâm vào ảo ảnh kia, chứng kiến nhà sư trẻ tuổi bị ngưng đọng trong thời không. Mỗi lần thấy nhà sư trẻ tuổi kia, y lại thấy bóng tối cách mình gần hơn một chút. Chuyện này chứng tỏ nhà sư trẻ tuổi không hoàn toàn bị ngưng đọng trong thời không hắc ám, hắn vẫn cố gắng đi về phía trước, muốn tới gần y. Nhưng ta rời khỏi Tu Di Sơn rồi, đáng lẽ phải không thấy những dị tượng đó mới đúng. Hứa Ứng thầm buồn bực. Hắn đang muốn rời khỏi thế giới Nguyên Trinh, đột nhiên ánh mắt cứng đờ, nhìn vào một bóng lưng quen thuộc, Thanh Bích Tiên Tử. Thanh Bích Tiên Tử ở lại nơi này, về phía tu hành vừa thăm dò bí ẩn thời cổ đại, tìm kiếm di tích trước thời viễn cổ. Hứa Ứng, cớ sao ngươi lại quấy nhiễu đạo tâm của ta? Thanh Bích Tiên Tử thấy y bèn mỉm cười hỏi. Hứa Ứng cười nói, ta đang tìm Côn Lôn, vô tình đi ngang qua nơi này. Hiếm khi gặp được cố nhân. Thanh Bích, mấy năm nay cô có về thế giới Nguyên Thú không? Thanh Bích Tiên Tử lắc đầu nói, ta tưởng ngươi còn ở Nguyên Thú nên không về. Hứa Ứng ngây ngẩn, lắc đầu nói, ta ở Nguyên Thú thì cô vĩnh viễn không quay về ư. Thanh Bích Tiên Tử không trả lời mà cười nói, ngươi thì sao? Ngươi có về không? Hứa Ứng lắc đầu nói, Nguyên Thú, sau khi cô đi rồi thì còn gì đáng lưu luyến? Có lẽ lúc không bận bịu sẽ về xem thử. Thanh Bích Tiên Tử nói, ta cũng vậy. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang hiếm khi thấy Hứa Ứng an phận, mấy ngày nay bọn họ theo Hứa Ứng đi qua hết thế giới này tới thế giới khác, tìm kiếm Côn Lôn Thần Sơn hư vô mờ ảo. Hứa Ứng lúc nào cũng cực kỳ vội vàng, thấy Côn Lôn không ở thế giới nào là nhanh chóng rời khỏi. Hiếm khi Hứa Ứng dừng bước, hai sư đồ bọn họ cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Sư phụ, hình như giữa họ có chuyện, Hàn Trạch Khang chép miệng nói nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 889, trở lại Côn Lôn, 1. Hỏa Long Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống nói, còn nhớ ta nói gì không? Họa từ mắt mà vào, họa từ miệng mà ra. Hứa Ứng và Thanh Bích Tiên Tử du sơn ngoạn thủy, ngừng bận bịu mà trải qua mấy ngày nhàn nhã. Thanh Bích Tiên Tử dẫn y tới tiên mộ mà mình khai quật được, bên trong mai táng một tiên nhân thời cổ đại. Hứa Ứng thấy mộ bia bên ngoài tiên mộ, trên đó có viết danh hiệu của vị cổ tiên này, Tổ sư Cửu Thiên Phượng Phụ, Ngũ Phương Đô Tổng Quản, Bắc Cực Tả Viên Thượng Tướng Đô Thống Đại Nguyên Soái, Bắc Cực Pháp Chủ Thiên Bồng Đô Nguyên Soái Thương Thiên Thượng Đế, Hộ Quốc Tiêu Ma Chân Quân, Chứng Quả Pháp Vân Phổ Phúc Thiên Tôn. Bọn họ vào trong tiên mộ. Trong tòa cổ mộ này có tượng đá cổ tiên, tóc đỏ kim quan, ba đầu sáu tay. Tất cả gương mặt đều là phẫn nộ, tay cầm búa rìu, cung tên, kiếm, đạc, kích, tác, các loại pháp bảo. Những pháp bảo này còn mang uy lực khủng khiếp, bên hào quang ẩn trong pháp bảo,
như ẩn giấu từng thế giới do đại đạo tạo thành. Nếu pháp bảo kích hoạt, sẽ là trời long đất lở. Bức tượng này mang khí tức hùng vĩ không gì sánh được, tuyên cổ vĩnh tồn, cứ như pho tượng có thể chuyển hóa từ đá tảng thành xác thịt bất cứ lúc nào, đại khai sát giới. Vị Thiên Bồng Đô nguyên soái này cực kỳ cường đại. Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, nghi hoặc nói, trong tổ đình ta từng thấy tiên mộ tương tự, tuy chưa vào thăm dò nhưng cũng có thể nhận ra chủ nhân của tiên mộ cường đại ra sao. Những sao những cổ tiên này lại qua đời, có lẽ thiên địa đại đạo biến hóa, khiến không gian sinh tồn của cổ tiên không còn. Thanh Bích tiên tử nói, ngươi tới bên này xem, vị cổ tiên này có viết một câu, ta thấy nó là mấu chốt trong chuyện cổ tiên qua đời. Hứa Ứng đi tới bên cạnh cô, cùng cô cúi đầu quan sát, chỉ thấy trên đài ngọc của tiên mộ có khắc vài hàng chữ. Thúy Nham đã đi rồi, Bỉ Ngạn hóa hư không, Mộng Trường Sinh đứt đoạn, hậu hoạn lưu muôn đời. Hứa Ứng nghi hoặc nói, Thúy Nham đã đi rồi, Mộng Trường Sinh đứt đoạn. Nghĩa là sao? Thanh Bích tiên tử nói, ta cũng không biết. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tu hành tại đây, lĩnh ngộ đại đạo của tiên nhân thời cổ đại, phát hiện ra có một số lực lượng kỳ quái tồn tại giữa thiên địa, như sắp thức tỉnh. Hứa Ứng trong lòng máy động, bật thốt lên, thiên địa đại đạo thời cổ đại sắp thức tỉnh. Thanh Bích tiên tử nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn y. Hứa Ứng vội vàng giải thích, ta từng thấy thiên địa đại đạo thời cổ đại thức tỉnh ở đại thế giới Thái Sơ. Mọi người ở đó gọi là ma vực xâm lấn, nói là ma đạo của ma vực xâm lấn Thái Sơ, khiến cho sinh linh đổ thán. Thật ra có người cố ý đánh thức thiên địa đại đạo thời cổ đại. Thanh Bích tiên tử nghi hoặc, cố ý đánh thức. Chẳng lẽ thiên địa đại đạo thời cổ đại đã tiêu vong rồi còn có thể khôi phục, còn có thể thức tỉnh? Hứa Ứng cũng không biết nguyên nhân trong chuyện này, nói, chắc là có thể. Lúc ở đại thế giới Thái Thủy ta cũng gặp tình huống tương tự rồi. Y thuật lại chuyện ma vực xâm lấn ở đại thế giới Thái Thủy, sau đó nói, đại lôi âm tự trấn áp cổ Phật Kệ Bồ Đề, hắn là nguyên nhân gây ra đợt ma vực xâm lấn đó. Trông như thiên tai nhưng thực chất là nhân họa, là tư tâm của Huyền Không Thần Vương gây ra. Nhưng hai lần thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục đều gây ra cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thế giới Thái Sơ có hiện tượng sinh linh ma hóa, khi hai loại thiên địa đại đạo khác biệt xung khắc, con người, động vật, thực vật, côn trùng, nấm mốc, tất cả đều phát sinh dị biến, cực kỳ khủng khiếp. Ngoại đạo xâm lấn dẫn tới đại đạo va chạm, biểu hiện chính là sinh linh của thiên địa đại đạo khác biệt đánh giết lẫn nhau, coi đối phương là ma. Biến cố trong đại thế giới Thái Thủy lần đó chính là vì nguyên nhân này, khiến vô số sinh linh tử vong. Hứa Ứng nói, nếu thế giới Nguyên Trinh cũng có thiên địa đại đạo khôi phục, chắc sẽ gây ra hậu quả tương tự. Thanh Bích tiên tử liếc mắt nhìn y một cái, nói, ngươi đồng ý lưu lại cùng ta ứng phó với thiên địa đại đạo khôi phục không? Hứa Ứng do dự một hồi rồi lắc đầu nói, ta muốn tìm Côn Lôn. Chẳng biết bao giờ thì đại đạo của thế giới Nguyên Trinh mới khôi phục, ta phải tìm phương pháp mở động thiên tiên giới khác, chuẩn bị cho biến cố lớn hơn trong tương lai. Thanh Bích tiên tử không nói gì. Hứa Ứng cười nói, ta đã tìm hiểu được tổ pháp Hứa gia, ta truyền thụ tổ pháp này cho cô, tương lai nếu đại đạo nơi đây khôi phục, cô cũng có chuẩn bị. Y truyền tổ pháp lục bí hoàn chỉnh cho Thanh Bích, lại ở lại đây thêm một thời gian, giúp cô chế tạo một bộ thiên đạo kỳ hoàn mỹ. Tổng cộng 360 chiếc, có thể tạo thành một đạo tràng thiên đạo hoàn chỉnh. Chương 890, trở lại Côn Lôn, 2. Thanh Bích, tương lai gặp lại. Hứa Ứng vẫy tay với cô, tế thiên quan ra rồi xoay người rời khỏi. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang vội vàng bám theo y. Thanh Bích tiên tử đưa mắt nhìn bọn họ đi vào trong cửa, một đầu khác của cánh cửa là tuyết lớn ngập trời. Cánh cửa khép lại, thiên quan biến mất không còn tung tích, chỉ có bông tuyết bồng bềnh trong gió, hóa thành nước mưa. Hứa công tử, hình như giữa công tử và vị cô nương kia có chút tình nghĩa, nhưng các ngươi như gần như xa, không đến cùng nhau, vì sao lại thế? Hàn Trạch Khang hỏi, Hỏa Long Thượng Nhân vội vàng nháy mắt với hắn, ra hiệu cho hắn đừng có hỏi. Nghe hắn hỏi xong câu này, lão sư phụ trong lòng lạnh buốt, chỉ e thần thiếu cung không thể cắm rễ tại bồng lai tiên cảnh rồi, truyền thuyết chấm dứt tại đây. Đợi đã, thằng nhãi này chết rồi vẫn còn ta, thần thiếu cung vân thiên, thu vạn đời. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, tuy giữa ta và cô ấy có chút hảo cảm, nhưng lúc đó ta chỉ là một thiếu niên vừa bị gột sạch ký ức. Sau này ta khôi phục một chút ký ức, cô ấy cũng biết thiếu niên từng có tình cảm với mình chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời dài dằng dặc của ta mà thôi. Hơn nữa,
Y sắc mặt bình tĩnh nói, cô ấy không xác định liệu ta có còn để ý tới tình cảm ngắn ngủi đó không. Cho dù có để ý, liệu có bao nhiêu sức nặng? Hàn Trạch Khang ngây ngẩn, thật sự không hiểu nổi loại tình cảm kỳ lạ này. Hỏa Long Thượng Nhân nói, vậy trong lòng Hứa công tử, liệu có để ý tới tình cảm vài ngày ngắn ngủi đó không? Trong lòng Hứa công tử, tình cảm đó có bao nhiêu sức nặng? Hắn nói tới đây lại hận không thể vả cho mình mấy cái, âm thầm hối hận, sao ta lại lắm mồm thế? Lần này thì toi rồi, thần thiếu cung tuyệt hậu rồi. Hứa Ứng nhớ lại trải nghiệm 4.000 năm trước, dưới Cửu Nghi Sơn, thiếu niên chăn dê và thiếu nữ đang đau lòng về cái chết của sư phụ. Đoạn tình cảm u mê lưu luyến đó trắng trẻo như dê con, non nớt như cỏ xanh sau cơn mưa. Nhưng trong mắt y lại hiện ra hình bóng một người khác, là Yến Bảo Nhi, là Phùng Tuyết Nhi, là từng hình ảnh thiếu nữ dịu dàng, cuối cùng hóa thành Nguyên Vị Ương mặc đồ nữ. Tình cảm giữa y và Nguyên Vị Ương đã trải qua 48.000 năm rèn luyện, dây dưa suốt 48.000 năm, trở nên cực kỳ vững chắc, không chứa được nữ nhân khác. Hơn nữa lần này y sẽ tới Côn Lôn, sẽ gặp lại Nguyên Vị Ương. Có điều y nhớ Nguyên Vị Ương đã phá giải phong ấn ký ức, khôi phục lại thành vị nữ tiên khoáng thế, trong lòng không khỏi dầu dĩ. Trong ánh mắt Nguyên Vị Ương, y không tìm ra Nguyên Vị Ương năm xưa. Y cũng không thấy Phùng Tuyết Nhi và Yến Bảo Nhi, y chỉ thấy một vị nữ tiên tuyệt thế. Đây cũng là nguyên nhân năm xưa y buồn bã bỏ đi. Nữ nhân bầu bạn yêu thương cùng y suốt 48.000 năm không phải nữ tiên tuyệt thế mà là nữ tiên bị bắt giữ, trấn áp, luân hồi, phong ấn, bị thao túng vận mệnh, trở thành nữ nhân phàm trần. Cô gái phàm nhân kia cũng được bố trí sẵn vận mệnh, không thể không dây dưa với y đời đời kiếp kiếp, trở thành người thương, người yêu của y, trải qua từng kiếp sinh ly tử biệt. Khoảnh khắc cô khôi phục thành nữ tiên, cô không còn là nữ tử phàm nhân bị điều khiển vận mệnh nữa mà là một tiên nhân có trí tuệ và lực lượng vô thượng. Hơn 4 vạn năm tình cảm, đối với cô có lẽ chỉ là một sai lầm. Hứa Ứng đi ra khỏi gió tuyết, nhìn khoảng thế giới xa lạ này, Côn Lôn mênh mông ập vào mắt. Cuối cùng y cũng tìm được Côn Lôn Thần Sơn. Nhìn từ xa lại, Thần Sơn cổ xưa nguy nga, từ đây đã có thể cảm ứng được khí tức cường đại của Tây Vương Mẫu và chư thần Côn Lôn, thần linh nguyên thủy cổ xưa bảo vệ ngọn tổ sơn này. Hứa Ứng khôi phục, bán tiên, bay về phía Côn Lôn. Nguyên Vị Ương đang ở đây ư? Y thầm nhủ trong lòng. Thế nhưng mình nên gọi cô ấy là Nguyên Vị Ương hay là cái tên khác? Cô ấy còn nhận ra mình không? Trong lòng Hứa Ứng rối loạn, vội vàng phát động Thái Nhất Thiên Tiên Công, vận chuyển vài chu thiên mới khôi phục bán tiên thong dong. Y đi tới lãnh địa của Tuyết Sơn thần nữ đứng từ xa chào y. Hứa Ứng khẽ cúi người, sau khi đi qua núi tuyết, từng vị sơn thần tỏa ra khí tức cổ xưa cường đại, dồn dập cúi người với y. Hứa Ứng kinh ngạc, không hiểu vì sao bọn họ lại làm vậy. Hỏa Long Thượng Nhân và Hàn Trạch Khang lại giật nảy mình, từ khi bước vào Côn Lôn cả hai luôn hết sức cung kính, thấy vị sơn thần nào cũng phải ba lạy chín khấu đầu. Nơi này là đất tổ của nhân tộc, không phải đất tổ của nhân tộc trong thế giới nào đó mà là đất tổ của tất cả nhân tộc. Các bạn vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.